Xin chào các bạn, phía sau em kia là bộ dàn karaoke chuyên nghiệp, nó có thể đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu karaoke và giải trí trong gia đình, và nó như một phòng hát thu nhỏ. Mời các bác cùng theo dõi video này, em giới thiệu chi tiết nhé. Với cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay là sản phẩm đồng bộ thương hiệu Weeworld của Mỹ, công nghệ của Mỹ, được sản xuất và lắp ráp tại Đài Loan, với những chất âm được thể hiện trong rất nhiều thời gian vừa qua ấy, rất nhiều phòng hát gia đình và chúng em đã triển khai, thì đây là một trong những lựa chọn hiện tại chưa có đối thủ nào vượt qua được về tất cả mọi phương diện. Thứ nhất là về hình thức thiết kế nhỏ gọn, thứ hai là về công suất rất mạnh mẽ và rất là uy lực, và cái thứ ba nữa là chất âm thì tuyệt vời. Nó vừa to nhưng mà lại nó vừa hay nữa, thì nó rất là khó. Thường trong gia đình chúng ta chỉ đảm bảo được một trong hai yếu tố, một là chất âm hay nhưng mà lại không đảm bảo công suất. Hai là có những bộ dàn âm thanh thì nó đảm bảo công suất lớn, phá làng phá xóm, nhưng mà chất âm thì nó lại không được hay. Thì đây là bộ dàn cao kia nó trung hòa cả hai yếu tố đấy, nó làm cho âm thanh cực kỳ tuyệt vời, sắc nét, chi tiết, ngọt ngào, cộng với cái sự uy lực mạnh mẽ trong bộ dàn này. Và lý do tại sao dùng đẩy và lại vang thì đó là lý do này. Một con trầm hơi, khi mà sử dụng trầm hơi thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng một cái mạch công suất riêng để đánh cho trầm hơi. Đây là lý do vì sao những bộ dàn này gọi là bộ dàn chuyên nghiệp như vậy. Và nó khác gì với những bộ dàn thông thường? Thì với những bộ dàn dùng đẩy lên vang là những nhu cầu bình dân trong gia đình, chúng ta không cần phải là một người chuyên nghiệp và sành điệu gì cả, là một người chơi âm thanh gia đình với một nhu cầu sử dụng bình thường. Nhưng với bộ dàn này là một bộ dàn chuyên nghiệp dành cho những anh em nào có cái yêu cầu, cái tố chất âm thanh nó chuyên nghiệp đấy, nó sang cái lời ca tiếng hát và những kiểu mang tính chất là như một cái phòng hát karaoke đặt trong không gian gia đình chúng ta như vậy. Thì đây là lý do vì sao em sử dụng một chiếc vang riêng, một chiếc đẩy riêng và bộ mic không dây riêng. Và tất nhiên cái chi phí đầu tư cho bộ dàn này nó sẽ đắt hơn so với đẩy liền vang. Và cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay sẽ gồm có một cặp loa DX13.5, thứ hai là một chiếc loa súp hơi 50W, một chiếc đẩy 4 kênh, một chiếc vang số và một bộ mic không dây. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Đầu tiên là một cặp loa. Đây là phiên bản DX13.5, là cái phiên bản mà em đã test ngoài trời mưa ngày xưa. Em có đập hộp và phun nước vào rồi để ngoài trời mưa chơi. Thì đây là cái thiết kế rất đặc biệt của những cặp loa như này, một trong những dòng loa chuyên nghiệp. Nên là khi mà chúng ta có thể đánh ở trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt, ví dụ trời nắng, trời mưa, trời gió, các thứ chưa thoải mái bình thường. Nó thiết kế theo cái tiêu chuẩn quân đội của Mỹ nên là cái độ bền rất là cao, gọi là nồi đồng cua đá, giống như là gọi là châu bò này, để chạy cho bền bỉ, ổn định và đánh công suất lớn trong thời gian dài, nó vẫn cứ đảm bảo cho cái độ ổn định và cái chất lượng âm thanh. Và phiên bản này thì sử dụng là bass 35, tức là 13.5 ở đây chính là 13.5 inch. Với cái đơn vị đo là của châu Âu ấy, thì nó sẽ sử dụng là inch thì nó nhân với 2,45 thì nó ra là 35 cm. Ở bên trên thì sử dụng một cái họng kèn, và đây là dòng loa 2 đường tiếng two ways đấy, thì nó sẽ tạo ra âm thanh là full range là như vậy. Và mặc dù nó có 2 loa thôi nhưng mà âm thanh nó để đánh ra rất là đều giải, đánh nếu mà căn chỉnh khéo nó có thể đánh được cả giải siêu trầm luôn cho tới giải siêu chép. Và cái tiếng bass đánh ấm, dày, chắc và lực, phải nói là rất tuyệt vời. Và cái thùng vách thì được phủ bên ngoài là một lớp sơn sần dày, cứng, chắc chắn, nó là cứng, một cái thùng này rất là nặng. Và với cái cặp loa như này thì chúng ta có thể treo đứng lên trên trần nhà cũng được, và có thể treo ngang cũng được, nhờ những cái ốc được chờ sẵn ở đây. Phía trước là sử dụng là một cái e-cam bằng thép và logo Weeworld đặt ở chính giữa đây. Vivo Audio là một trong những sản phẩm chính hãng thương hiệu của Mỹ, đã xuất hiện thị trường Việt Nam cũng khá là lâu rồi và được rất nhiều anh em yêu mến, yêu thích âm thanh ca hát lựa chọn dòng sản phẩm này. Tại vì thứ nhất là nó hay, và thứ hai là để so với cái túi tiền mình bỏ ra thì nó rẻ hơn rất nhiều so với những đối thủ trên thị trường, và nó kết hợp luôn là cả vừa hát vừa nghe, 2 trong 1 luôn. Nên là những cặp loa như này được rất nhiều anh em chào đón. Và thế mạnh của những dòng loa full thì bao giờ đấy, lời ca tiếng hát rất tuyệt vời, rất ngọt ngào, và nhạc thì vẫn cứ thể hiện nhạc bass và chép tách bạch ra. Cái điều rất đặc biệt khi chúng ta nghe từ test chất âm chúng ta sẽ biết. Và với kích thước như này thì chúng ta có thể để ngay trên tủ kệ cũng được, nhưng mà cái quan trọng nhất là khi mà đặt một bộ dàn âm thanh trong gia đình ấy, thì cái loa nó sẽ phải hướng ở phía tai người nghe, tức là mặt chúng ta hướng về đâu thì cái loa sẽ hướng ngược lại như vậy thì âm thanh hay nhất. Và đây là một trong những đồ loa thiết kế dành riêng cho không gian gia đình, và chỉ cần có khi là chỉ trong gia đình chỉ cần một đôi nghe nhạc thôi là đáp ứng được mọi nhu cầu chúng ta rồi, từ nghe nhạc bolero cho tới DJ remix rồi cho tới hát karaoke, hát đủ các thể loại. Và chúng ta cùng quay về phía sau. Với dòng loa này thì thiết kế là thùng vát, cho nên cái độ cộng hưởng và cũng như là đẩy hết công suất ở phía trước rất là tuyệt vời. Thế là dòng loa có định hướng. Và phía sau thì nó có thiết kế một cái tay móc ở đây khá là lớn để chúng ta có thể vận chuyển. Rồi hai cái khe ở đây chính là 2 cái lỗ thông hơi. Và ở phía dưới đây thì một cái bản mạch khá là to, rõ ràng, in đầy đủ các thông số kỹ thuật. Nó là loa DX13.5 Pro, là loa two-way tức là hai đường tiếng, và nó là loa passive tức là nó sẽ cần phải hoạt động nhờ một cái cục đẩy công suất bên ngoài, chứ nó không phải là dòng loa cắm điện. Và giải tần hoạt động từ 42 cho tới 20 kHz, và cái độ phủ của nó là khoảng 50 độ đấy, và cái công suất trung bình của nó là 575W, và công suất cực đại của nó lên tới 2300W, phải nói là rất khủng khiếp trong một cái phiên bản bass 35 như này, và trở kháng là 6 ohm. Và cái điều tuyệt vời nhất ở cái phiên bản này là độ nhạy lên tới 106 dB. Phải nói là độ nhạy càng cao thì cái chi phí sản xuất nó càng lớn, và cái nguyên vật liệu để cấu tạo ra nó thì nó rất là đắt đỏ. Và nhìn tổng quan thì nó cũng rất là đơn giản như vậy thôi, nhưng mà ẩn chứa bên trong của nó là một cái nội lực phải nói là rất tuyệt vời. Và cái hiện tại cái mức giá của nó thì so với trên thị trường với chất lượng âm thanh như này thì chắc chắn một điều là không dưới 100 triệu một đôi. Ví dụ dòng Nexo, dòng Adamson chẳng hạn, để mà tra rất chất lượng âm thanh như công suất như này thì nó phải hơn 100 triệu. Nhưng mà tại thị trường Việt Nam, chúng em đang là một đại lý phân phối độc quyền tại Việt Nam, và cái mức giá cực kỳ yêu thương, đang là phiên bản giới thiệu cho các bác nên là giá chỉ có 65 triệu đồng một đôi thôi. Rất tuyệt vời. Đã rất nhiều anh em chơi những cặp loa đắt tiền hơn 100 triệu, nhưng mà so sánh thì nó cũng chỉ ngang bằng cái chất lượng âm thanh của những dòng này thôi. Tiếp theo, để mà cộng hưởng được cho cái bộ dàn âm thanh ngày hôm nay cho nó thêm phần uy lực đấy, thì em đang ghép thêm một chiếc súp hơi 50, kích thước khá là đồ sộ và nhìn rất là hầm hố. Và bên cạnh đó thì nó chứa một cái nội lực phải nói là nó giống như một con khủng long bạo chúa đấy. Thiết kế thì màu đen sần, màu sơn cũng giống màu của loa DX13.5 và ECAM bằng thép ở phía trước, và nó có một cái dập rãnh chìm ở giữa đây. Phía dưới thì đặt logo Vivo ở đây, và bên trong đây chúng ta nhìn thấy sẽ là một cái bát 50 cân vải tẩm dầu, màng thì bằng giấy rồi. Phải nói là 4 góc thì nó có 4 cái lỗ thông hơi, nhìn rất là nam tính, rất là đông, đúng không ạ? Ở trong gia đình thì chúng ta chỉ cần một con súp 50 này thôi là đủ để đáp ứng mọi cái nhu cầu chúng ta rồi, kể cả những người khó tính nhất. Từ trước tới nay em đi đã sắp rất nhiều những bộ dàn âm thanh, em đã thấy rằng là một con súp 50 thôi đã là thừa công suất cho một cái không gian phòng từ 20 m² trở lên rồi, thậm chí là mang ngoài sân vườn hiên nhà rộng mở như này đánh vẫn rất thoải mái. Và trước kia thì em đã có một cái video test ở ngoài trời đấy, một bộ dàn như này thôi là nó đã quấy đảo cả một khu phố rồi, và tất nhiên cái con trầm nó đánh tiếng rất hay. Quay vào phía sau chúng ta sẽ thấy một vài cái thông số kỹ thuật. Ở đây là có cái tay móc để chúng ta có thể khi vận chuyển này, thì nó rất nặng, khi mà vận chuyển chúng ta sẽ cần phải nhờ hỗ trợ của anh em bạn bè người thân. Và quay phía sau thì chúng ta sẽ thấy một cái khu vực kết nối thì sẽ có Isaac New Trick ở đây. Cái con này sẽ là 118 các bác nhé, súp là VK900 118, và cái thông số kỹ thuật thì nó ẩn chìm. Và để sử dụng được cái bộ dàn cao kê ngày hôm nay thì em đang ghép với một chiếc đẩy 4 kênh 4800. Đây là phiên bản cao cấp nhất hiện tại đang có. Phiên bản này thì công suất có lên tới 1000W một kênh, và nó sử dụng là mạch class H, và cái mạch class H phiên bản mới cải tiến thì để cho chất âm rất là ngọt, chi tiết, và nó lại tính hiệu quả cao, nó không tiêu thụ quá nhiều điện năng và cũng không tỏa nhiều nhiệt lượng, cho nên là với cái hiệu suất của nó rất là cao. Vì phiên bản này thì 4 kênh nên là em sẽ đánh 2 kênh cho 2 cái loa full kia, mỗi kênh 1000W nên là thoải mái với công suất của cặp loa này rồi. Và với cái 2 kênh còn lại là CVD đấy, thì em sẽ chập 2 kênh lại. Bình thường 1 kênh 1000W nó đã rất là gấu rồi, đúng không ạ? Rất là khủng khiếp rồi. Thì em sẽ chập lại để cho nó dư giảm công suất, đánh thoải mái cho chiếc loa siêu trầm 50 này. Và với cái trầm 50 mà công suất lớn như này thì chúng ta có một cục đẩy khỏe và chất âm hay thì nó càng thể hiện cái tố chất của nó tốt hơn. Linh hồn điều khiển của cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc vang số nữa. Đây là phiên bản vang số 9D. Chiếc vang số này thì nó là một phiên bản cao cấp nhất, mới nhất tại thời điểm 2024. Đến thời điểm bây giờ thì chưa có vang nào trên thị trường vượt qua được cái chất lượng âm thanh của phiên bản này. Nó là một phiên bản nâng cấp của phiên bản 8D này. Bây giờ phiên bản 9D này thì phải nói là một cái sự thay đổi lột xác hoàn toàn về cái chất lượng, cái phần chip DSP. Đó, sử dụng chip Analog Device của Mỹ, phiên bản cao cấp nhất bây giờ, và cái giao diện của nó thì nó chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Nhưng mà với ai mà không biết gì về vang số, biết gì âm thanh gì mà nó như một cái ma trận, thì nó quá nhiều thông số, và đương nhiên nó sẽ dành cho những bộ dàn chuyên nghiệp như này, nó hoàn toàn xứng đáng. Và chúng em sẽ căn chỉnh hết cho chúng ta không phải quan tâm đến vấn đề căn chỉnh như nào để cho chất âm hay, rồi phối ghép như nào, tiếng mix, tiếng nhạc ra làm sao. Cái việc đấy là chúng em đã cài đặt sẵn rồi. Và tất nhiên với cái chip xử lý mạnh như vậy thì em đánh giá cái phần mic, cái echo và tiếng reverb của nó dày, nó chuyên nghiệp và nó rõ ràng. Cái tiếng echo, tiếng reverb nó rất là trong, nó không đục không mờ những dòng bình dân trong gia đình đâu. Và cái tiếng nhạc của nó rất là sạch. Và bên trên cùng không thể thiếu được bộ mic không dây VK900, phiên bản phải nói là đến thời điểm hiện tại bây giờ chỉ là cái cặp mic hay nhất hiện tại đang có. Cái tiếng mic của nó thì nó dày, nó ấm, nó nội lực, và nó trong. nó hút mic, nó hát nhẹ, nó hát không bị mệt, không bị tốn hơi như những dòng mic thông thường. Và đương nhiên nó có công nghệ cảm biến tự ngắt, đặt xuống nó sẽ tự ngắt, cảm biến nó sẽ tự bật và cũng khá là tiết kiệm pin, sóng thì rất là khỏe. Mặc dù nó chỉ có 2 ampe thôi, nhưng mà với cái bình thường em test thì có thể sang hàng xóm hát được, sang ngoài sân, ngoài vườn hát được, mặc dù bộ mic ở trong nhà, miễn sao là cái khoảng cách nó không bị có cái vật cản, nó không bị che chắn bởi bất kỳ một cái gì thì cái khoảng cách nó càng xa. Và với cặp mic như này thì nó có một chế độ dò sóng sạch, nó sẽ không bị lẫn với những sóng ở trên thị trường. Và ngay sau đây thì mời các bác cùng nghe thử, trải nghiệm thử cái chất âm bộ dàn này nhé. Đất bạc màu và vai áo em bạc thế, nắng mưa trên đồng, mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Đất yêu người bản chất lắm buồn khuya giờ, đất thương người lẽ loi thân cỏ trên đồng. Nghe gì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất ngã, tiếng dòng sông vô sông gọi ta về. Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ ai về. Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương, năm vẫn vàng trên đồng và gió như miên man. Nếu như các bác và anh em có nhu cầu muốn mua sắm bộ dàn này thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng em theo địa chỉ ở trên màn hình, và chúng em sẽ sẵn sàng ship hàng toàn quốc. Và các bác ở quanh khu vực miền Bắc thì chúng em sẽ có những cái chuyến xe. Tất nhiên cái giá mà em sẽ báo thì nó chi tiết ở đây, nhưng mà giá này thì nó chưa bao gồm phí vận chuyển, nó chưa bao gồm dây dắt, chưa bao gồm công. Nhưng mà chúng em sẽ làm có những cái món quà tinh thần là hỗ trợ các bác và anh em những cái chi phí đấy để mang đến tận nhà, lắp đặt và setup cho chúng ta, bàn giao cho chúng ta nữa. Và sẽ có những cái đoạn video clip giao lưu cùng các bác tại nhà chúng ta luôn. Cái điều này là mà chúng em đang dành hết sức để phục vụ các bác, mong sao là những cái sản phẩm chất lượng này đến với các bác và anh em và chúng ta nhận được là trọn vẹn nhất cả về vật chất lẫn cả tinh thần. Và rất là cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi chúng em trong suốt thời gian vừa qua. Kính chúc các bác và anh em thật là nhiều sức khỏe này, bình an này và thành công này, rồi lúc nào gia đình cũng đầy ắp tiếng hát tiếng cười. Rất là cảm ơn các bác và anh em. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.